Sáng nay tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom và Công ty Cổ phần MISA tổ chức tọa đàm kiểm soát rủi ro về thuế khi kinh doanh thương mại điện tử nhằm mục đích đồng hành cùng các đơn vị, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử nắm vững kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả chia sẻ về giải pháp công nghệ cùng với sự phát triển của nền kinh tế số, hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt có những phiên livestream bán hàng đạt doanh thu kỷ lục 100 đến 150 tỷ đồng mỗi phiên. Đây là cơ hội lớn cho các nhãn hàng gia tăng doanh thu và thúc đẩy kinh tế chung của toàn xã hội. Bên cạnh đó, các hộ và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử phải tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế, tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm về số liệu kê khai. Các giải pháp công nghệ dựa trên quá trình tìm hiểu và nắm bắt khó khăn của các hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử trong vấn đề thực hiện nghĩa vụ thuế. MISA đã phát triển bộ giải pháp toàn diện kết nối trực tiếp với các sản phẩm thương mại điện tử, đồng bộ dữ liệu vào phần mềm bán hàng để quản lý hàng hóa, tồn kho và doanh thu từ nhiều kênh, tích hợp với hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán, tự động xuất hóa đơn và truyền dữ liệu lên cơ quan thuế và thực hiện các nghĩa vụ, kê khai, báo cáo thuế nhanh chóng, kịp thời, chính xác.